Chào mừng các thầy cô giáo và các em học sinh đã đến với sản phẩm dự thi Bí mật ô chữ của cuộc thi Xây dựng thiết kế thiết bị dạy học số lần thứ nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sản phẩm dự thi là một trò chơi được thiết kế dựa trên sự kết hợp hai trò chơi giải ô chữ và câu hỏi điền khuyết. Trò chơi được vận dụng trong tiết học về truyện ngắn Hai đứa trẻ, sách giáo khoa ngữ văn 11 tập 1 chương trình giáo dục phổ thông năm 2008. Mục tiêu của sản phẩm được thiết kế dưới dạng trò chơi có thể thay thế phần tìm hiểu về tác giả tác phẩm theo cách học truyền thống trong tiết học về truyện ngắn Hai đứa trẻ của nhà văn Thạch Lam, sách giáo khoa ngữ văn 11 tập 1. Theo cách học truyền thống, phần tìm hiểu về tác giả tác phẩm, giáo viên sẽ cho học sinh xem những tranh ảnh liên quan đến tác giả tác phẩm. Học sinh sẽ đọc phần ngữ liệu trong phần tiểu dẫn, sau đó tóm tắt lại những ý chính, ghi chép lại hoặc gạch dưới những nội dung cơ bản về cuộc đời, sự nghiệp, phong cách sáng tác của tác giả và về truyện ngắn Hai đứa trẻ. Với trò chơi Bí mật ô chữ, bằng những câu hỏi dẫn dắt và gợi mở dưới dạng điền khuyết xoay quanh những nội dung cơ bản cần ghi nhớ ở phần tiểu dẫn, học sinh có thể phát huy khả năng đọc hiểu văn bản, tìm ý chính, trả lời câu hỏi, suy luận và tìm ra những từ khóa trong phần tiểu dẫn một cách chủ động, hứng thú. Từ đó, có thể nắm bắt những kiến thức cơ bản của bài học theo yêu cầu cần đạt. Nội dung sản phẩm. Trò chơi gồm 18 slide được thiết kế trên giao diện phần mềm PowerPoint. Bên cạnh đó, có sử dụng phần mềm Video Scribe để tạo video nội dung câu hỏi. Slide 1. Giới thiệu thông tin về nội dung cuộc thi, tên sản phẩm và tên tác giả. Slide 2. Bản lựa chọn các thao tác, xem hướng dẫn, vào trò chơi, xem từ khóa. Chào mừng bạn đã đến với trò chơi Bí mật ô chữ. Bạn hãy bấm vào nút hướng dẫn để đọc kỹ thể lệ trò chơi, bấm vào nút trò chơi để bắt đầu và bấm vào nút từ khóa để tìm ra bí mật ô chữ. Chúc bạn có những trải nghiệm thú vị. Slide 3 là bản hướng dẫn trò chơi. Trò chơi gồm có 13 câu hỏi dạng điền khuyết. Bạn hãy dựa vào phần tiểu dẫn trong sách giáo khoa bài truyện ngắn Hai đứa trẻ của nhà văn Thạch Lam để tìm ra từ điền vào phần còn thiếu của câu. Từ điền vào phải có số chữ cái đúng như số chữ cái được đưa ra trong mỗi câu hỏi. Từ điền vào sẽ là từ cần tìm trên bảng trò chơi ô chữ. Để chọn câu hỏi, nhấp vào ô câu hỏi màu vàng được đánh số từ 1 đến 13. Để quay trở lại phần ô chữ, nhấp vào biểu tượng mũi tên có chữ, bảng ô chữ. Để xem đáp án câu hỏi, nhấp vào dãy chứa các ô chữ hàng ngang màu xanh. Từ khóa cần tìm là dãy các ô chữ hàng dọc màu đỏ. Để giải toàn bộ ô chữ, biết từ khóa, nhấp vào biểu tượng từ khóa trên bảng ô chữ. Slide 4. Bảng trò chơi với các ô chữ màu vàng được đánh số từ 1 đến 13, tương ứng với 13 câu hỏi. Ô đáp án của từng câu hỏi là dãy ô chữ hàng ngang màu xanh. Ô từ khóa cần tìm là ô màu đỏ hàng dọc. Ô biểu tượng từ khóa để mở toàn bộ ô chữ. Ô biểu tượng ý nghĩa từ khóa để xem ý nghĩa từ khóa liên quan đến bài học. Từ slide 5 đến slide 17, ô câu hỏi được liên kết với bảng trò chơi. Slide 18, nội dung ý nghĩa từ khóa cần tìm trong trò chơi Bí mật ô chữ được liên kết với bảng lựa chọn các thao tác ở slide 2 và bảng trò chơi ở slide 4. Tính ứng dụng và thực tiễn của sản phẩm. Sản phẩm có sự tích hợp trình chiếu các tranh ảnh liên quan đến tiết học truyện ngắn Hai đứa trẻ, về tác giả Thạch Lam, khung cảnh phố huyện Cẩm Giàng, các tác phẩm của nhà văn Thạch Lam và các thông tin cơ bản về tác giả tác phẩm trong phần tiểu dẫn sách giáo khoa. Với cách thức học mà chơi, chơi mà học, sản phẩm có thể tạo ra không khí sôi động trong tiết học, đồng thời bám sát yêu cầu nội dung bài học, đảm bảo những kiến thức cơ bản về tác giả tác phẩm.
Em thân mến, trước khi đi vào phần tìm hiểu chung về tác giả tác phẩm, cô sẽ cùng các em chơi một trò chơi giải ô chữ để tìm hiểu về nhà văn Thạch Lam và tác phẩm của ông nhé. Nào, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với trò chơi giải ô chữ. Trò chơi của chúng ta gồm có 13 câu hỏi dạng điền khuyết. Các em sẽ dựa vào phần tiểu dẫn trong sách giáo khoa để tìm ra từ điền vào phần còn thiếu của câu. Từ điền vào phải có số chữ cái đúng theo số chữ cái được đưa ra trong mỗi câu hỏi. Sau khi giải 13 ô chữ, các em sẽ tìm từ khóa và giải thích ý nghĩa liên quan của từ khóa đối với bài học của chúng ta hôm nay. Để kiểm tra xem mình có giải đúng ô chữ không, sau khi cô chiếu câu hỏi, các em hãy bấm vào dừng video và tìm câu trả lời trong phần tiểu dẫn sách giáo khoa. Sau đó, chúng ta sẽ xem đáp án cô chiếu trên video nhé. Nào, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với ô chữ số 1. Ô chữ số 1 với câu hỏi như sau. Thạch Lam là em của nhà văn ba chấm. Từ cần điền là từ có 8 chữ cái. Từ cần tìm của chúng ta là từ gì nào? Đúng rồi, đó là từ Nhất Linh. Nhất Linh là anh trai của nhà văn Thạch Lam, cũng là một trong những thành viên của nhóm tự lực văn đoàn. Chúng ta tiếp tục với câu hỏi số 2. Thạch Lam là nhà văn có biệt tài về ba chấm. Từ chúng ta cần tìm là từ có 10 chữ cái. Câu trả lời của các em là từ gì nào? Đúng rồi, đó là từ truyện ngắn. Nhà văn Thạch Lam là nhà văn có biệt tài về truyện ngắn. Chúng ta lại tiếp tục với câu hỏi số 3 các em nhé. Thạch Lam sinh tại ba chấm. Từ của chúng ta là từ có 5 chữ cái. Đáp án của chúng ta là từ gì nào? Chính xác, đó là từ Hà Nội. Câu hỏi này rất dễ đúng không các em? Chúng ta chỉ cần đọc kỹ phần tiểu dẫn sẽ tìm ra câu trả lời rất nhanh và chính xác thôi. Nào, chúng ta tiếp tục với câu hỏi số 4. Thuở nhỏ, Thạch Lam sống ở quê ngoại ở huyện ba chấm. Từ chúng ta cần tìm là từ có 8 chữ cái. Lần này cô chắc chắn rằng sẽ không có em nào trả lời sai cả. Từ điền vào của chúng ta là từ Cẩm Giàng. Phố huyện Cẩm Giàng là quê ngoại của nhà văn Thạch Lam, là nơi chứa đầy những ký ức tuổi thơ của ông mà nhiều người đã cho rằng không gian phố huyện trong truyện ngắn Hai đứa trẻ chính là khung cảnh của phố huyện Cẩm Giàng, quê ngoại của nhà văn Thạch Lam. Tiếp tục với câu hỏi số 5. Một trong những tác phẩm chính của Thạch Lam là ba chấm. Từ chúng ta là từ có 6 chữ cái. Và đáp án của chúng ta là từ sợi tóc. Sợi tóc là một trong những tác phẩm chính của nhà văn Thạch Lam. Trên đây là phần thuyết minh về sản phẩm trò chơi bí mật ô chữ, cuộc thi xây dựng thiết kế dạy học số lần thứ nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xin cảm ơn các thầy cô đã chú ý theo dõi.